Rồi, dân nhà nông thân mến, chào tất cả quý anh chị cô chú gần xa nha. Thì hôm nay thì anh Đức về Vĩnh Long cả nhà. Thì anh Đức có quay một cái clip gửi lên cho em đăng bán một cái con máy gặt Kubota DC95 gì đó ha, mà em cũng quên cái tên rồi. Thì để bây giờ em sẽ để anh Đức vô nói chuyện cả nhà mình xem tham khảo với cái máy gặt này nha. Quay 995 gửi cho bạn nha, bạn dân nhà nông nè. Cứ ngắt không lắc nguyên. Máy này bỏ 4 năm rồi đó nha. Má 4 năm mà bán được mấy ông ơi. Con nào ginh ginh đi máy này má ginh luôn á. Không, cái sơn rồi chấm rồi gan. 220. Lưới sàn đồ làm ok rồi nè. Nắp đồ này kia còn đẹp nè. Mui đồ đó liền cấy luôn.